để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Chào mừng mọi người đến với LNP Channel. Video ngày hôm nay thì mình chia sẻ với anh em cái cách mà chúng ta tăng kỹ năng của môn phái võ đan. Thì như anh em cũng thấy được một vài trận đấu của mình cầm võ đan nhân kiếm đi tống kim. Lưu ý với anh em là võ đan kiếm là một môn phái cần dồn đam một cái rồi giết đối phương, chứ không thôi là chúng ta sẽ cảm thấy võ đan kiếm nó rất là phới. Thực sự như vậy, tầm khoảng 8x cho đi thì võ đan kiếm nó sẽ đủ điểm để nó có thể giúp cho võ đan kiếm mạnh tồn tại trong giao tranh, và có thể giúp cho võ đan kiếm nó có thể giết người trong giao tranh. Trong những trận tống kim mình thường BK bằng cách là mình sẽ cho cái anh võ đan này, ví dụ mình nhân vật võ đan đúng không, mình ban đầu thì mình sẽ chạy ngựa, sau đó gần đến giao tranh thì mình sẽ xuống ngựa, rồi sau đó mình sẽ đợi cái chiêu này là nó hồi lại đúng không, rồi mình sẽ chơi cái chiêu đầu tiên rồi mình lên ngựa, rồi cái mình xả vô đối phương, rồi cái mình chạy, rồi sau đó mình quay qua mình chơi chiêu số 2. Như vậy là mình sẽ có khả năng mình có mạng nếu như mà anh em thuộc dạng là không phải là tốc lực chiến nha. Còn tốc lực chiến là chơi cái chiêu này vô đám đông là chắc chắn sẽ có mạng rồi. Rồi vậy là kỹ năng của môn phái do đang kiếm thì như thế nào. Đầu tiên mình sẽ tăng đó chính là cái chiêu kiếm thùy tinh hà. Chiêu này mình sẽ tăng mát đầu tiên, tại vì cái chiêu này anh em có thể nhìn thấy sát thương của nó là to tổ bố luôn, cực kỳ to, rất là to, nên là mình sẽ tăng chiêu này mát. Chiêu tiếp theo mình tăng là thái cực thần công, sẽ giúp cho bản thân của mình tăng tấn công cơ bản, hồi lượng, hồi phục nội lực, ngon nè. Rồi chiêu tiếp theo mình tăng là tọa vòng vô ngã, cực kỳ quan trọng cho võ đan đúng không. Rồi dư điểm mình sẽ tăng đó chính là thế vân tung. Cái lúc này sẽ có nhiều luồng suy nghĩ trái chiều, tại sao mình không tăng nhân kiếm trước và tại sao mình phải tăng cái thế vân tung. Thế vân tung này nó sẽ giúp cho võ đan, thứ nhất là di chuyển nhanh, là khi chúng ta di chuyển qua một cái khu vực nào đó, chúng ta bắt đầu chơi chiều giải không chế, chúng ta lên ngựa và chúng ta nhanh chóng áp sát đối phương, rồi chúng ta chơi chiều chúng ta nhảy ra. Đó, đó là cách combo của mình khi mà cầm võ đan mà theo dạng kiếm, để mình có thể kiếm mạng. Nếu lực chiến của anh em tạm ổn ở khoảng tầm 300k lực chiến trở lên thì mình nghĩ cái cách này sẽ rất là thích hợp để anh em kiếm mạng trong giao tranh. Còn nếu như mà top lực chiến như là cái hạt hiện tại của mình đang cầm là anh Thiên Hảo sư phụ của mình, thì đây là cái môn phái mà giúp cho chúng ta có thể phá vỡ thế công của đối phương rất là tốt. Tại vì anh em cứ nghĩ đi, nếu như ở đây mỗi phương có rất là nhiều người khống chế đúng không, mà cho dù cái ban bổng anh ấy chạy vô, khả năng cái ban bổng sẽ bị khống chế rất là cao. Chỉ duy nhất có một ông do đang khí ông, một ông võ đan kiếm như mình búp cái chiêu giải khống chế và mình sẽ có thể miễn khống chế trong vòng 4 giây, búp cái chiêu lên chạy, nhanh chóng chạy và chơi cái chiêu này ra cực kỳ nhiều đam luôn em. Lúc đó là chúng ta có thể gọi là phá vỡ thế bế tắc á. Lúc đó là sẽ giúp cho team của mình, bàn của mình sẽ cực kỳ ổn trong giao tranh tổng, đặc biệt là những cái giao tranh như là quýnh nhau hoặc là công thành chiến. Rồi mình tăng thế vương tung thì tăng di chuyển và tăng né tránh nha. Rồi dư điểm thì anh em có thể tăng mát tiên kiếm hợp nhất, tại vì đây là chiêu đánh thường sẽ giúp cho chúng ta ngoài cái việc mà combo cái kỹ năng này rồi lên ngựa chơi kỹ năng này đúng không, thì chúng ta nên đừng những cái hợp nhất mát, đây là chiêu đánh thường phải tăng mát thôi. Hết cái chiêu này thì mình muốn đánh đối phương bắt buộc phải sử dụng cái này thôi, nên là bắt buộc phải tăng mát nha. Rồi cái võ đan kiếm pháp thì mình cũng sẽ tăng luôn, vì tại vì nó là 6x, nó hỗ trợ nhân kiếm, vậy là mình sẽ tăng nhân kiếm mát nè, kiếm thùy tinh hà mát nè, võ đan kiếm pháp mát, thái cực thần công mát, tọa vòng vô ngã mát, những cái chiêu này ưu tiên mát trước. Sau đó là anh em có thể tăng cái chiêu thế vân tung mát để giúp cho chúng ta có thể di chuyển nhanh. Rồi dư điểm chúng ta sẽ tăng kiếm phi kinh thiên. Hồi trước là mình nghĩ là cái chiêu này nó ngon nè, nhưng mà giờ mình đọc lại thì nếu nó không đổi thì nó chỉ hồi lại năng lượng nội lực của chúng ta khi chúng ta đánh đối phương, khả năng hồi lại nội lực và chỉ có vài trăm điểm thôi, nên là mình cảm thấy nó cũng không có ok lắm, cứ cách 2 giây hồi lại có 200+ điểm thôi. Bây giờ mình khoan tăng nó, mình sẽ tăng thấy vương tung với lại kiếm phi kinh thiên, sẽ giúp cho mình có thể câu rỉa đam. Kiếm phi kinh thiên càng tăng thì tỷ lệ choáng nó càng nhiều, chúng ta có thể khống chế đối phương. Rồi
cái cách BK của con Jordan Kim thì mình thấy là nó khá là khó, không phải dễ đâu anh em, khá là khó. Tại vì tốc độ di chuyển của Jordan Kim rất là nhanh nên là rất là dễ chơi biết chiêu. Chúng ta không quen thì chúng ta khó có thể canh đối phương lắm. Ví dụ đối phương này đứng đây mà chúng ta nhanh quá, chúng ta chơi chiêu chậm một cái là chúng ta chơi cái xong rồi đối phương nó quay qua chỗ khác, chúng ta biết chiêu, chúng ta phải mất thời gian chúng ta chơi lại. Đây là cái hệ phái mà đòi hỏi anh em phải tập trung luyện kỹ năng rất là nhiều, không thôi là sẽ mệt lắm á. Rồi tiếp theo về điểm tiềm năng. Tiềm năng thì anh em có thể tăng cho bản thân ban đầu nha, tăng cho bản thân thân pháp lên 300 giúp mình. Lý do tại sao tăng thân pháp lên 300, các phái khác của mình yêu cầu anh em tăng thân pháp 200 thôi, nhưng mà môn phái này, riêng môn phái Jordan Kim thì mình khuyên anh em nên tăng thân pháp lên 300. Là thân pháp nó có thêm một cái là chính xác với lại né tránh, tăng thêm một mớ né tránh nữa giúp cho mình có thể là né sát thương của đối phương. Anh em cũng biết là cái ạc này hồi nãy vô nó né tránh rất là nhiều, chỉ bị dính không chơi có cung lôn quá nhiều cung lôn đi. Server FV1 hiện tại này quá nhiều hệ thổ, quá nhiều cung lôn nên là ông này ông không thể nào ông chạy ra được, ông mới chết thôi đó. Chúng thôi là ông chậu cực kỳ luôn, né tránh cao thì anh em sẽ rất là chậu. Nếu được thì anh em nâng cho mình khoảng 300 thân pháp, là cổng đồ, cổng văn cương với lại điểm tiềm năng tăng lên 300 thân pháp, còn lại anh em tăng cho mình full sức mạnh luôn. Tại sao không tăng sinh khí? Tại vì nếu như anh em lên băng cương đầy đủ á, thì mình thấy là sinh khí nó sẽ có nhiều, nên là anh em có thể sử dụng sinh khí, sinh lực của mình tầm khoảng 30k trở lên là ổn rồi, mình thấy là ổn đối với những anh em mà chơi theo dạng mà tầm trung. Rồi anh em cài chai thì nên nếu yêu thích Jordan Kim thì anh em có thể chơi, còn cài chai thì mình không khuyến khích chơi Jordan Kim nha. Rồi về ngũ hành mình chọn cái gì? Ngũ hành thì anh em chọn thứ nhất là cây kiếm hay thổ để giúp cho chúng ta tăng được sát thương. Hiện tại cái ạc này đang là một cái ạc về nội công, nên là mình chỉ show cho anh em cơ bản cho anh em xem thôi, chứ mình không đánh giá ạc này build đúng hay sai nha. Ạc này là thuần về nội công, nếu mà chuyển qua thiên địa là ạc này cực kỳ mạnh, võ đang nội là cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ là mình, tại vì mình mượn cái ạc này của ông sư phụ của mình nên mình chuyển qua kiếm trải nghiệm, nên là ông cho luôn. Trời ơi, sư phụ lâu ngày gặp nhau mà cũng cho mình chơi luôn anh em, phải nồi thiệt, đúng là sư phụ tốt bụng quá trời. Rồi cái này thì nếu như anh em có được lôi sát ngoại thì càng tốt, tỷ lệ chón có cũng được, không có không sao. Rồi, có sức mạnh thì càng tốt nha, sức mạnh chi mạng, sát thương chi mạng thì cực kỳ ngon luôn. Nếu như anh em chơi theo cái cách của mình á, chạy vô combo chạy ra, chạy vô combo chạy ra, thì anh em có thể sử dụng những cái dòng như là sức mạnh, lôi sát ngoại, chí mạng, sát thương chí mạng. Còn nếu như mà anh em mà muốn solo cứng á, thì anh em có thể lựa chọn thêm tỷ lệ choáng và thời gian choáng để giúp cho chúng ta có thể giữ đối phương lại. Rồi cái áo thì mình nghĩ chúng cũng nên sử dụng cái áo theo hệ của mình, đó chính là hệ thổ, tại vì cái áo nó cũng có sát thương kiểu như là lôi sát ngoại anh em đó, có những cái lôi sát ngoại rồi anh em có thể làm theo lôi sát ngoại thì lại choáng nữa. Còn đá băng cương thì sao? Đá băng cương thì mình sẽ chia làm hai loại, thứ nhất là phòng thủ và thứ hai là tấn công. Phòng thủ gồm có một cái bầu tay, cái nón, cái áo, cái đai và đôi giày. Còn tấn công và có là cái kiếm, dây chuyền, nhẫn trên, nhẫn dưới và cái ngọc bội. Và những cái món phòng thủ đối với những anh em cài chai như chúng ta hay là những anh em bình thường ở giới hạn cấp thấp, nó cấp thấp thôi nha, băng cương 1-2 thì anh em sử dụng thứ nhất né tránh, thứ hai sinh khí, thứ ba là thân pháp. Phòng thủ á, 5 món phòng thủ sử dụng cái đó cho tôi. Rồi còn tấn công thì anh em sử dụng bỏ qua né tránh, sức mạnh và chí mạng nha. Tấn công sử dụng cái đó cho tôi, nên là cái nhân vật của anh em sẽ rất là ổn áp luôn. Bí kíp đầu tiên và rất là cần thiết của môn phái Jordan đó chính là bí kíp này. Đây, thần môn kiếm sẽ giúp cho chúng ta tăng lôi sát ngoại và lôi sát ngoại nội, bỏ qua né, bỏ qua kháng thổ và tỷ lệ gây choáng. Bí kíp số 2 anh em có thể đầu tư cho chúng ta đó chính là cái cuốn bí kíp đây, lục dương công. Nó sẽ tăng cho chúng ta né tránh chính xác với lại nội lực rất là tốt luôn anh em, rất là tốt. Rồi nếu như server của anh em có quá nhiều hệ thổ đi, anh em có thể sử dụng thêm bí kíp này, phất huyệt thủ, sẽ tăng cho chúng ta kháng thổ, sinh lực và sát sức kháng choáng, chúng ta đỡ bị kháng choáng hơn đúng không. Rồi anh em có thể sử dụng thêm bí kíp là hệ thủy đi nè, phiêu tuyết trưởng, để cho chúng ta có được
nội lực là cái thứ nhất, đỡ đòn cái thứ hai, bỏ qua né tránh để chúng ta đánh chính xác hơn tí. À, cái bỏ qua né tránh này nó hơn cái chính xác một xíu theo cảm nhận của mình, tại vì chính xác thì nó phụ thuộc vô né tránh của đối phương rất là nhiều, nên là mình điều nhiều chính xác mà đối phương cũng nhiều chính xác nữa, né tránh nữa thì chúng ta cũng có khả năng đánh miss theo cảm nhận của mình là vậy. Còn nếu mình build nhiều bỏ qua né tránh thì có khả năng là mình sẽ đánh vô đam của đối phương nhiều hơn, theo cái logic của mình suy nghĩ là vậy đó anh em. Còn nếu anh em nào mà có những cái nhận định khác nữa, anh em có thể comment bên dưới nha. Có một cái bí kíp dành cho riêng võ đan rất là hay, đó chính là bí kíp giả câu quyền này. Nếu anh em nào mà chơi từ khi mà game mở ra đến bây giờ ngày 7/4/2021 đến giờ á, thì anh em sẽ đến bây giờ nha, làm vụ giả tẩu anh em sẽ nhận được cái giả câu quyền này. Nó sẽ giúp cho môn phái võ đan của chúng ta có nội lực là cái nhất, hồi sinh lực và hồi nội lực, hai cái này rất là ngon, nên là rất là thích hợp cho môn phái võ đan của mình. Rồi, xem đến đây là có một vài anh em sẽ thấy là tại sao cái con võ đan kiếm của mình nó không có những cuốn bí kíp hỗ trợ chờ tấn công hay tất cả đâu, đúng không? Thì anh em có thể thêm vào nó, khi mà chúng ta thấy nhiều hệ thổ quá, anh em có thể sử dụng sự tấn hống vô luôn, nó tăng tấn công hay tất cả thời gian choáng nè. Anh em có thể kiểu như là mình, anh em có thể là lựa chọn theo sở thích của mình, anh em có thể lựa chọn cái cuốn này hoặc là lựa chọn theo cuốn này. Và nếu như mà anh em cảm thấy cái tỷ lệ choáng ở bên server anh em không có nhiều, anh em có thể sử dụng cái cuốn này để giờ chúng ta có thêm tấn công kháng chế mạng. Kháng chế mạng nó cũng là một cái nó rất là quan trọng cho tất cả các phái luôn, tại vì cái thằng võ đang kiếm mình thấy nó đã tốn hết một slot dành cho cái này rồi đó, dành cho cái chính xác né tránh với lại nội lực, và nó tốn cho thêm cái này nữa đó, nên là cái việc mà chúng ta phí một slot để cho tấn công trên tất cả là điều phải đương nhiên rồi. Nhưng những cái bí kíp này mình chỉ nói gợi ý cho anh em thôi, cả anh em cảm thấy hợp lý anh em có thể build theo nha. Còn anh em nào mà có cách build tốt hơn nữa nhớ comment cái bên dưới giúp mình nha. Rồi, ok, đó là cách tăng kỹ năng của môn phái do đang kiếm của mình này. Chắc chắn là mình chỉ nói về cơ bản thôi, còn nếu như mà anh em nào thuộc dạng mà cao to búa lớn pro về võ đan kiếm, anh em hãy comment phía bên dưới chỉ cho mình và giúp cho những anh em khác có thể build tốt hơn về môn phái võ đan kiếm này nha. Tại vì đây là một môn phái hầu như ban đầu không ai chơi luôn anh em, chỉ bắt đầu giai đoạn 8x trở đi mới có người chơi thôi. Mình thì mình được cái mình có ông sư phụ tốt bụng ông cho mình chuyển qua bên đây luôn, nên là mình thị phạm cho anh em luôn. Rồi có một anh em 250k được chiến cũng cho mình mừng ạc, test cho anh em xem, nên là có một số cái thì mình chia sẻ cho anh em. Chắc chắn là mình sẽ rất là gà thôi với những anh em chuyên chơi về võ đan kiếm, nên là mong anh em thông cảm nha. Nếu như mà anh em muốn solo, chỉ solo đó, thì mình nghĩ là anh em nên tăng cái chiêu này mát. Tại vì khi mà mình tăng mát chiêu này á, mình có thể hạ chút xíu cái điểm thấy phương tùng. Nếu mà mình tăng mát cái chiêu này á, thì chúng ta sẽ có tỷ lệ gây choáng đối phương nó tốt hơn. Sau đó là khi mà đối phương bị gây choáng thì chúng ta có thể áp sát đối phương và combo đối phương. Chiêu này bắt buộc phải tăng mát nha, chiêu này đam rất là to, bắt buộc phải tăng mát. Đó là cách mà mình tăng về kỹ năng của võ đan kiếm đó nè. Rồi, ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.